mọi người, mình là Mỹ Uyên và chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình. Thường thì mọi người thấy mình đăng vlog chủ yếu là về vui chơi với lại nhảy nhót á. Thì chắc mọi người nghĩ là chẳng có ngày mình chỉ chơi không, nhưng mà không mọi người, thật ra là mình cũng có đi làm, có công việc làm đàng hoàng ổn định. Ngày hôm nay trong vlog này mình muốn chia sẻ cho mọi người biết một chút về công việc hiện tại của mình và cũng như là những cái trải nghiệm của mình trong vòng hơn một tháng qua làm việc. Đó chính là công việc ở trên Rider Freelance. Biết là content writer đó là viết nội dung, sáng tạo nội dung, văn bản. Thì những cái nội dung này mình sẽ thường upload ở trên blog, website hoặc là trên những cái kênh mạng xã hội bạn cần truyền thông hoặc là nội dung, ví dụ như là Facebook, Instagram. Còn về freelance thì đó là thuật ngữ để ám chỉ những người làm việc tự do, không theo sự quản lý của công ty nào hết. Hiện nay thì mình đang có tổng cộng là 4 công việc liên quan đến việc viết content. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người 2 trong 4 công việc mà mình đang làm. Cũng là hai công việc đầu tiên mà mình kiếm được và cũng là hai công việc mình thích nhất luôn. Thì công việc đầu tiên đó chính là mình viết content cho một blog mỹ phẩm tên là Virtual Beauty Blog. Trong cái blog này mình viết cái bài chủ yếu là về review sản phẩm makeup và một số bài liên quan đến việc mà lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mọi người như thế nào. Và công việc thứ hai của mình đó thì nó hay là chất lượng với lại công việc đầu tiên, đó là mình viết cho một cái blog về IT. Thì nha, IT thì cao sang vậy thôi, thực ra là mình viết về mail, về email mà những cái email hiện nay mọi người đang sử dụng và những cái sự cố liên quan đến email khi mà mọi người sử dụng. Những cái công việc này hiện nay mà mình kiếm được thì mình đều tìm được ở trên những cái group tuyển dụng freelancer trên Facebook. Mình sẽ để tên một số những cái nhóm mà tiêu biểu ở đây để cho mọi người có thể tham khảo. Thì trong những cái group này nó có rất là nhiều tin tuyển dụng, có thể các ngành nghề luôn, không chỉ riêng gì với content, nên là nếu như mọi người có thể quay phim, chụp hình hay là phiên dịch, liên kế thì mọi người đều có thể cho những cái group này và tìm được những cái deal, những cái công việc làm thế nào cho mình. Nếu như mà mọi người có dự định apply và làm một trong những cái job trong những cái group Facebook này á, thì mình có một cái lời khuyên nhỏ dành cho mọi người, đó là mọi người nên chọn những cái job mà có cái bài đăng từ người tuyển dụng xác thực và có đầy đủ thông tin mà mọi người cần cho một cái công việc. Thì mọi người có thể thấy là cái bài đăng của chị Chi nó có rất là nhiều thông tin và nó gần như là đầy đủ thông tin mọi người cần khi mà mọi người apply một cái công việc, nên là mình cảm thấy rất là tự tin và vững tưởng khi mà apply cho cái công việc này. Tính chất của công việc freelance nên là mình có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ nơi nào. Bất kỳ nơi đâu và bất kỳ khi nào mọi người muốn. Thời gian rất là linh động và nó phù hợp cho những cái bạn mà phải có nhiều, phải làm nhiều thứ trong một ngày giống như mình. Lợi ích thứ hai đó là đối với công việc của mình nha, đối với công việc mà mình đang làm hiện giờ thì mình cảm thấy là nó mình rất là nhiều về cái khả năng viết, là viết tiếng Anh nữa, thì cái kỹ năng tiếng Anh của mình cũng được trau dồi thêm rất là nhiều. Mình cũng ngoài ra thì mình cũng còn được học thêm về marketing, tại vì cái bài mình viết á thì thường nó sẽ theo cái chuẩn là SEO, thì cái này là một cái term ở trong marketing, thì mình cũng được học thêm khá nhiều về cái việc là làm sao để cái bài viết này nó trở nên hiệu quả trên những cái website hay là cái cách mà để làm sao cái bài viết này nó thu hút được người đọc. Về hạn chế thì mình nghĩ có lẽ là về deadline. Thật sự là nếu như mà mọi người ôm rất là nhiều job freelance thì mọi người sẽ có rất là nhiều deadline và không phải khách hàng nào thì cũng dễ tính, có những khách hàng thì rất là khó, có những khách hàng thì rất là dễ, mình làm một lần thì người ta cũng chịu và ok trả lương. Nói chung là mình nghĩ là việc làm freelance thì nó cũng sẽ hơi có áp lực một xíu từ khách hàng, tại vì bạn mỗi người một tính khác nhau nên là mình phải chịu với khách hàng thôi. Và đó chính là rất là toàn những thứ mà mình muốn chia sẻ cho mọi người công việc mà mình đang làm trong hơn một tháng qua. Nếu như mọi người có bất kỳ thắc mắc hay là câu hỏi nào thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho mình sẽ có trả lời trong cái hiểu biết của mình nhất có thể. Cảm ơn mọi người vì đã xem video clip. Mình sẽ rất vui nếu như nhận được sự ủng hộ của mọi người bằng cách là like, comment, share và blog của mình, cũng như là subscribe kênh YouTube của mình để mình có động lực làm hơn nhiều clip cho mọi người cùng xem. Hẹn gặp mọi người trong vlog lần sau. Bye bye.